sẽ chạy vô đấy đến 550 lượng. Ngày gỗ lại 50 lượng dự bị. Còn lại là cho lượng đổi thành 50 nhân vật phản diện điểm. Mở hộ chạy dương cách thành khó 3 dặm. Thành vũ lại đến lấy kinh động con đường đi cùng nó lẹ. Mà giờ thành vũ bước bách tịch và kiếm pháp thoát ly di chứng về sau vẫn là có trận thất lực sử dụng thiên công đi con đường không thể nào mà còn trong sơn trại có ngựa. Thành vũ cũng tùy tiện cưỡi con ngựa đem còn là phóng sinh, bất quá con ngựa cũng là dạng cứu. Thanh vũ chưa bao giờ cưỡi ngựa, cưỡi quan ngựa, cái lần này là lần thứ nhất cưỡi ngựa, cảm giác chính mình chúng đều là đến nát. Cổ đại cũng giống như là như hiện tại đi đều là đường xi măng, đoạn đường này sốc này. Thanh vũ trở lại khách sạn về sau cảm thấy mình hiện tại là luyện tu luyện đều có trực tiếp tu luyện tịch tà kiếm pháp, mặc dù cả hai chân đều là đau đến không khép lại được. Thanh vũ vẫn là nhịn đau rồi đổi thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài tìm được thuốc mua điểm kim sang được đắp lên. Nếu thật là chết vì vết thương lây nhiễm, thanh vũ cảm giác chính mình sẽ bị những người xuyên biệt sự sỉ nhục nói lên. Bận rộn hết qua những việc vật này, sắc trời từ từ đang vàng xuống. Thanh vũ ngồi phịch lên giường, nhắm hai mắt ngạc nhìn màn phía trên hoa văn. Một ngày trôi qua, một ngày này mặc dù là không thu hoạch nhỏ, không có kinh nghiệm đối địch, còn mở ra hệ thống thương hành thương đánh khác, còn tiến giai hậu thiên phú trọng, nhưng vẫn là không đủ chút thực lực ấy. Xét cá biệt sơn tạc cường đạo không thành vấn đề, đối phó với chân vũ đạo môn loại này đại môn phái đệ tử vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dùng cái kia hai cái châm vũ môn được phái tới là giám thị của hoa tiêu nhân vật này, hẳn là chân vũ trong môn cũng không có tiền, không có gì là tiền đồ đệ tử. Thật đáng tiếc nhân vật phản diện có điểm còn kém 100 điểm, nếu không có tịch tà kiếm pháp ta thì số thắng có tỷ lệ tăng cường rất nhiều. Cho dù là bọn họ cảnh giới cao hơn ta cái 1-2 trọng, ví dụ xét thấy ngươi là đầu mở ra thương thành hệ thống cũng phá lệ, để ngươi đem một lần rút thưởng cơ hội trở thành nhân vật phản diện điểm. Ngươi còn có một lần sơ cấp rút thưởng có thể đổi thành một trong nhân vật phản diện, có hay không hối đoái thời điểm then chốt. Hệ thống thoa sửa ấm trong ngày tuyệt vời. Thanh vũ kích động đứng lên, không lo được vết thương trên người lại bị cơ động, lập tức nói ra vậy còn chờ gì nữa, lập tức thối đái dạng này liền có 500 nhân vật phản diện điểm đi, ta bổ hết tịch tà kiếm pháp sơ cấp dư thưởng hối đái 100 nhân vật phản diện hối đái hình thành, chấp hành bổ hết võ công tịch tà kiếm pháp bổ hoàn công truyền thâu bên trong băng lãnh máy móc giọng nói tổ hợp này đúng là thanh vũ trong tay lại là như thế thân thiết. Tướng hạ trong sách thứ 30 phương chứng đại sư đã còn nói qua bộ này bảo điểm chỉ quỳ hoa bảo điểm bên trong chứa một loại võ học như các đại tinh âm kiêm tả hung hiểm chi cực. Nghe nói khó khăn nhất vẫn là cửa thứ nhất, chỉ cách thứ nhất có thể đánh không
về sau cũng không có chuyện gì, thiên hạ võ công đều là tiến hành nó theo chất lượng, càng về sau càng khó. Cái này Quý Hoa bảo hiểm gian nan nhất là chỗ hiện tại, bước đầu tiên tu tập lúc chính là nửa điểm xoa chênh lệch, lập tức không chết cũng bị thương, cho nên chỉ cần qua cửa thứ nhất tu phía sau tu luyện có hay không tự công đã là không ngại. Cũng là bởi vì cái này Thanh Vũ biết trước là đi đạo diễn thời điểm cũng là qua gặp mặt rất nhiều suy đoán tị như cấm dục tu tập hoặc là chơi song tu đủ lại thì nói đâu đợi đến từ hệ thống khi được đến võ công bổ hết tin tức, Thanh Vũ cũng mới là lại được đại ngộ cảm giác. Quỳ hoa hướng mặt trời, Quỳ hoa bảo điểm, mặc dù là thi triển ra giống như là quỷ mị, nội lực của nó lại là chí dương chí liệt. Nếu như nói dương thần công của cửu dương Quỳ hoa bảo điểm chính là thập dương, mà nhưng mà dương cửu âm lục mới là thiên địa quy luật, giống như là đấu tử tăng từ đánh giá cửu âm chân kinh, nói kiểu âm cực thị phản thu lại đấu tử ta khẳng định. Không biết Phạm Văn Tổng Khương cảm giác con hàng này chính là hư trúc cái kia đó, hoàn thượng đại lý giống như vậy, có cô âm bất sinh, cô dương bằng không linh liền như vậy dương cực sinh âm, cũng là kiểu dương nhất âm thái cực mới có thể chuyển hóa cái này toàn dương, là sao có thể chuyển hóa, không thể nói phải sáng lập ra năng lượng kinh người năng lượng lực dung hỏa kết hợp lấy dục hỏa thông động nội lực đem lại tới chí dương chi cảnh, nếu không một cái thái kia như thế nào cũng chỉ mới nội dung lực luyện được chí dương nội lực về sau dương hỏa chi cực thịnh xương thân, cho nên tự nhiên bản thân có thể xứng danh võ đạo thiên tông, thiên tông giá y thần công, muốn sử dụng kỳ lực chấn áp đến kỳ phong lấy muốn phản hồi động lực lại đánh ta căn quyền áp chế kỳ phong khiến cho thập dương rồi lại cửu dương trưởng cửu âm chân kinh cửu dương âm sinh thích hợp nhất với thân thể con người, bất quá là muốn hòa cùng nội lực kết hợp bình thường là phát ra cũng không có gì sử dụng, tạm thời để trong phong bế dục vọng làm hỏa bạo quyết hoặc là muốn áp chế đều gốc của nội lực tách ra, cho nên ngoại trừ nội công đạt tới điều hòa âm dương võ công cao thủ còn lại là muốn có chỉ có thể sử dụng được tự cung, cái này tiêu từ bản nguyên biện pháp giải quyết bất quá thời gian giao tác lượng công thời điểm gắt gà thời điểm phần hung hiểm dù sao muốn hòa sao cũng có thể mà để nói lui còn có chính là công đâu là có thời gian đi cầm máu cái gì có thể lời nói đầu tiên công lại là phục dụng hút thuốc chính là xuân thuốc kích thích hỏa đến chỗ này là hỏa không có dễ chi thủy đến độ này nhất định phía sau tự nhiên sẽ có tiêu tán. Nói nhiều như vậy Thanh Vũ vẫn không tách ra khỏi dựa vào chính mình vượt qua tịch tà kiếm pháp cửa thứ nhất, cũng may trong năm nhân vật phản diện không phải da trắng, Thanh Vũ qua chân thở vận tâm pháp rời lên cảnh giác trên lửa tỏa toàn thân cứng ngắc sắp đầu tỏa nhập ma, thời điểm hệ thống mỗi một cố định hiểu được một từ trong võ ung minh chuyển đến thân thể này hay này cảm giác mạnh trong đan điền chân khí tự sinh ra đã là đi học kỹ đạo, sau đó chính là chuyển hóa nội lực đem toàn chân tâm pháp nội lực chuyển hóa bởi vì quý hoa bảo điện quý hoa bảo điện để cho người khác học sớm
tiền có thể cảm nhận được, chỉ có thể nó không đến điều hòa âm dương, sao thủ có thể trải nghiệm quá trình nội lực độ tinh khiết cực cao cực cao. Đây cũng chỉ là nhấn tâm cho mình huynh đệ biết đến một con dao, người tao không quản tư chất nhiều chênh lệch đều có thể sử dụng một nghiên đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân nội lực tâm vận. Mày nghĩ chu thiên thanh vận mở hai mắt chốc lát tựa như hai đao tinh mang bắn ra, thần hành kết biến trong một trong phòng đột nhiên quỷ hành chu thiên thanh vũ thân thể thân hành viễn hóa vạn phòng các cơ đôi các vừa đi về chất động ít nhưng thành vũ vừa chân tỉnh cúi đầu nhìn vào hai tay tam giác hoặc là thơ và lực. Tuy nhiên thanh vũ không biết đây là võ công đột nhiên tăng mạnh với ảo giác muốn tâm pháp cực kỳ cao, yêu tính thanh niên đều có thể cảnh giới